Vào đây. Ngồi đi. Bỏ cái chân xuống. Đây là hàng cà phê chứ không phải hàng trà đá đâu. Anh nói thật với em chứ anh đến mệt với em đấy. Giới thiệu cho 5-7 công việc rồi mà tra cái việc nào ra hồn. Sao lần trước anh giới thiệu cho em làm ở quán phở của hàng lớp ấy, vừa mới làm được 2 ngày ấy, em làm vỡ sạch không còn một cái bát nào của nó là sao? Nó có phải tại lỗi của em đâu. Cái lỗi của ai? Thế bây giờ em bảo anh chứ, em rửa bát rất là chăm chỉ này, rất là nâng niu từng cái bát một. Nhưng mà tại dầu rửa bát nó trơn quá, mà cũng không phải lỗi của em đâu, phải lỗi của con chó ấy. Này, bỏ ngay cái tay xuống nhá. Bảo ai là chó? Em không bảo anh đâu, em bảo con chó ở cái quán đi. Nó làm sao? Em chả hiểu tại sao nhá, mà bà chủ không xích nó vào đi, cứ thả nó ra. Nó đến cái ngày động được anh ạ. Ngoài đường nó không đi động được đi, thế nó cứ nhảy bổ vào em. Chả hiểu. Thôi được rồi, tạm bỏ qua đi, đấy là lỗi của con chó. Thế còn cái việc mà cô bảo với anh là cô không muốn đi làm thuê nữa. Vâng. Anh đã chiều ý cô, anh mua một đống hàng về để cho cô bán đồ online rồi. Mà tại sao mới bán được 2 ngày lại đi đánh khách? Hả? Nhưng mà em ức chế quá thì em phải đánh thôi. Làm sao mà ức chế? Đây nhá, anh nhập hàng về cho em rồi đúng không? Ừ. Rồi ok, em bán online. Em live stream, em nói giọng sát xả ra như thế. Thế là có một bạn là rất là xinh ở trên Facebook. Đấy, em phải vào trang cá nhân em tìm hiểu. Sang chảnh lắm, đi du lịch khắp nơi, ăn uống sang chảnh. Em tin tưởng mà, đặt nhiều lắm anh ạ, đặt sang mồm 20 mấy triệu cơ mà. Ủa? Ôi dồi, em phải vui chứ. Em à, thốc tháo, em đội trời nắng. Em phi đến tận chung cư em ship hàng. Đấy, nhưng mà em phải đợi tận 3 tiếng liền. Thế xong là cô ta có xuống đến nơi, anh biết nói gì không? Nói gì? À, bạn ơi, là mình đặt như thế cho nó vui thôi, chứ mình là mình không lấy đâu, mình mùng hàng. Ôi dồi ôi, thế là em mới điên lên, em mới chốt vào mõm nó. Thôi được rồi, coi như đấy là lỗi của khách đi. Nhưng mà thôi, bây giờ thế này nhá, anh xin em đấy, nhà có 2 anh em thôi, anh lo cho em đến thế này là cũng hết nước hết cái rồi. Quán cà phê này là của bạn anh, thì đang thiếu nhân viên. Hôm nay cũng sẽ có thêm một vài bạn nữa đến ứng tuyển đấy. Nhưng em yên tâm, chỉ cần nói là em của anh Quân, kiểu gì cũng được nhận nhá. Mà nhẹ nhàng cho anh cái, mày hạ cái tông giọng xuống một tí nhá. Đừng có nói xa xả vào mặt người ta, với cả là bớt chém gió thôi. Chém gió nhiều không tốt đâu. Rồi em nhớ rồi. Anh bị làm sao đây? Sáng là mét lòng với cả oánh bát tức canh. Bây giờ đau bụng quá. Thôi đi. Dây ra đây bây giờ. Chứ ngồi yên ở đây, ngồi ngoan nhá. Ngoan đấy. Chờ anh tí đi giải quyết ạ. Chị cho em đến phỏng vấn xin việc ạ. Tôi quản lý mà, tôi tuyển dụng nhân viên mà. Dạ. Cô ngồi đi. Vâng. Tôi xem hồ sơ nào. Đây ạ. Ôi trời ơi. Sao chị? Học hết cấp 2 cơ. Dạ. Thế là hơn tôi rồi đấy. À không, em của tôi hơn em của tôi, nó vừa mới học hết cấp 1 ấy mà. Mà cái hồ sơ là cũng được rồi đấy. Dạ. Thế là kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa nhỉ? Dạ, em cũng làm một vài chỗ rồi nhưng mà người ta trả lương ít quá chị ạ. Ủa, trả lương ít á? Dạ. Thế bây giờ muốn lương cao à? Dạ. Chứ dở nhỉ? Bây giờ chưa đi làm mà đã đòi lương cao, như thế là không được. Tôi không đồng ý. Cô đứng dậy cho xem nào. Hỏng. Con gái con nữa mặc áo thì xuyên thấu thế này. Bây giờ cô đi xin việc làm nhân viên phục vụ quán cà phê, chứ không phải là quán karaoke. Ngứa mắt. Đi về đi, không nhận đâu. Đi về đi. Thế là mình đã loại được một đứa rồi. Alo bố à? Ôi dồi, bố yên tâm, con gái bố giỏi lắm. Không có việc này nhá, mình có việc khác ngay.
bây giờ con vừa mới lên chức quản lý đấy. Con vừa mới đuổi mấy đứa nhân viên xong. Sang không? Ủa thế nó sang không? Ôi rồi, đấy. Bây giờ lại có đứa đến xin việc đấy. Con chào bố nhá. Thế đến xin việc à? Dạ. Hồ sơ đâu? Em không có hồ sơ ạ. Không có hồ sơ? Sao lại đi xin việc mà lại không có hồ sơ? Cứng nhở? nhưng mà không sao, cũng nhìn cũng xinh gái đáo để. Ôi dồi ôi. Rồi ôi, đi làm nhân viên bưng bê mà lại úi dồi tay. Tay kiểu gì này, móng chân móng tay gì mà lòe loẹt, đính kim cương đính đá như này. Về cắt đi ngay cho tôi, tẩy đi, cắt đi nhá. Rồi chưa hết, úi dồi tóc tay rồi, úi dồi lòe xòe, buộc lên. Áo nữa, áo trễ vai, ai cho cô mặc áo trễ vai? Đi làm nhân viên phục vụ mà lại mặc áo như thế, khách hàng nhìn vào người ta nghĩ đây là ổ chứa gái à? Thế cho em hỏi chị làm chức vụ gì ở đây nhỉ chị nhỉ? Thế thì mình xin tự giới thiệu nhá, mình là quản lý mới ở đây, mà theo tiếng Anh nó đọc sang mồm ấy là manager đấy. Thế cho nên là ở một cái cương vị là người quản lý là mình cũng thấy bạn là cũng xinh đẹp. Cho nên là bạn về để có gì mình xem xét lại rồi mình gọi điện cho bạn nhá. Vâng, vậy có gì em sẽ liên lạc lại với chị. Thế thôi, em về làm hồ sơ xong là mai mang lên đây chị duyệt cho nhá. Vâng. À, Châu đây à? Anh Quân. Đến lâu chưa em? Dạ em cũng vừa mới đến thôi anh ạ. Đây là Châu bạn anh. Người quen à? Ừ. Thế thì lại ngon quá, không cần phải nộp hồ sơ luôn, tuyển luôn. Nộp hồ sơ gì đấy? Bạn anh vừa phỏng vấn em xong đấy ạ. Đúng rồi. Sao lại phỏng vấn em? Mà vừa nãy nhá, em còn đuổi một đứa về cơ. Cái gì? Đuổi á? Ôi. Sao đây? Mày biết đây là ai không? Anh không biết thuyết âm mưu của em à? Em phải đuổi vợ chúng nó về thì còn lại em ở đây em mới được nhận chứ. Giới thiệu với em, đây là Châu, bạn anh, chủ quán này. Hả? Chủ quán đó. Chị Châu, ôi trời ơi, chị xinh đẹp thế này. Em vừa nãy chả khen chị nước lời còn gì nữa. Mà công nhận, chủ quán khác xinh đẹp và sang trọng quá nhỉ chị nhỉ. Mà em là chỗ người quen của anh Quân ấy, thì chắc em không cần phải nộp hồ sơ đâu chị nhỉ? Em yên tâm, em không cần phải nộp hồ sơ. Thế là em được nhận rồi chị. Bởi vì quán chị sẽ không bao giờ tuyển những người như em. Cái gì nữa? Chết vì cái mồm. Hơn cả một chương trình mới. Đó là một chương trình mới toanh sắp lên sóng VTV3 và VTV Show của Đài Truyền hình Việt Nam. Về nghe gió hát, những câu chuyện nghề của các ca sĩ thực lực. Về nghe gió hát, những ca khúc làm mát tâm hồn trong những ngày hè oi bức. Trời sáng lên rồi. Trời sáng lên rồi. Đời đã tươi rồi. Đời đã tươi rồi. Mình hát là tươi, còn đó là tưới. Về nghe gió hát, 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 và nền tảng số VTV Show.